tắm anh Quân. Chờ anh chút. Thôi anh em, hôm nay cũng là nhân dịp là mình tổ chức tất niên cho cái đội SCC của mình. Thì năm nay là năm thứ hai rồi. Mặc dù là mình tổ chức cái ý tưởng mà tổ chức cho anh em chơi, thật sự ra đó là lúc mà anh tổ chức anh chỉ nghĩ là anh tổ chức vài tháng để anh em chuẩn bị tâm lý thôi, ai ngờ nó kéo dài quá. Thật sự ra giờ anh cũng cuối năm rồi, anh cũng nói anh khổ lắm rồi. Thôi chứ anh chịu khó nha em. Thôi hy vọng là đội của mình, ví dụ như mai mốt có đi làm chăng nữa, mình cũng cố gắng mình duy trì, tại vì mình cũng đã có những cái mối quan hệ trong suốt gần 2 năm vừa qua rồi, anh em cũng biết nhau từ những cái anh em mà tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức này nọ. Bây giờ anh em mình biết nhau, một số anh em bên ngoài bây giờ cũng là thành viên của mình rồi. Đây là những cái thành viên chính thức của đội mình. Thì mình cố gắng mình duy trì, tại vì thật sự ra cái tự hào nhất của đội mình á, mình không nói về kết quả mình đá ăn thua gì hết, không có đội nào ở trên Việt Nam này mà có thể nói nhiều ngoại ngữ như đội của mình. Rồi băng kiền rồi. Rồi, băng kiền Em phát biểu ngoài kia có nhạc buồn luôn. Còn em mình nữa chứ. Yeah. Anh em tập trung nè. Dạ, đưa bia tiếp biển. Long mới là chỉ thay mặt cho đội nói lên những cái tâm tư và tình cảm thôi. Cảm ơn anh Quân, cảm ơn anh Tuấn, Nhật Linh nữa đã tạo ra cái sân chơi rất là ý nghĩa này. Ah!
này mình nói tiếng Pháp à? À, đừng thôi, thôi, thôi. Đáng ta nói ngày mai mới chị. Ngày mai mới chị, mai đã ấp con giúp. Không, cái này là Linh nói là anh em mê thôi nha. Coi là gia đình mình thôi. À. Tại vì ghét dán trong ngữ. Đúng rồi, đúng chứ rồi. Chứ anh em mà dán theo dòng họ là chết mỡ luôn á. Không, đúng rồi, đúng rồi. Luôn á. Đây, anh em mê thôi. Anh nói rồi, ngày mai anh bàn với lại Linh cái vấn đề đó. Đúng. Tại vì thật sự ra một chuyến xe bus của công ty cũng không đáng là bao nếu như mà tất cả anh em mình đi cùng một chuyến. Đó thì không biết nha. Nhưng cái gì cũng phải thảo luận. Thời điểm bây giờ là enjoy, đừng có thảo luận gì hết. Ngày mai người ta thảo luận sao? Thôi, đúng không? Okay. Đúng. We are enjoying. Một số đang bên ngoài thì một cái rất là hữu duyên là qua thời gian chơi với nhau, gặp nhau, mỗi người một cá tính, một cái kiểu, và cái cuối cùng là trong trận đấu có những cái khúc mắc này kia, có la hét chửi bới này kia, nhưng mà cái quan trọng là anh em là luôn đồng lòng xong, có cái quan trọng là gặp nhau, sức khỏe, vui chơi, em mà em anh Linh leo lên là qua là gần 2 năm nay rồi. Tới. Đây là cơ hội cho nên mình có một giao lưu biết nhau, là biết đâu sau này mình có cái liên kết với nhau tu tướng sau này nữa. Dạ. Nhân cùng mùa Covid là năm 2. Nhân mùa Covid năm 2. Sắp kết thúc. Hy vọng là sắp tới là anh em mình có cơ hội là gặp nhau trên đường trường. Dạ đúng rồi. Đường tour trong và ngoài nước. Dạ. Để mà anh em mình sẽ cứ liên câu kia khác anh sẽ tràn đầy hơn hôm nay. Dạ. Năm mới chúc anh em luôn sức khỏe.